Mời cộng đoàn cùng quỳ trong thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn bắt đầu giờ chầu thánh thể ca ngợi mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin mời cộng đoàn cùng hát thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan Thánh Chúa. Giáo xứ chúng con hiệp ý với giáo hội hoàn vũ cầu nguyện với Chúa trong giờ thánh này. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh, chúc tụng và thờ lạy Chúa.
trong cuối tuần mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con tạ ơn Chúa Cha ban cho chúng con Chúa Thánh Thần để chúng con được chia sẻ trọn vẹn vào sự sống và tình yêu của Chúa Cha. Một khi có Chúa Thánh Thần là chúng con có được mọi sự. Chúa Thánh Thần là kho tàng ân sủng thiêng liêng của Thiên Chúa. Tâm hồn chúng con được no thỏa qua những ân huệ từ suối nguồn tình yêu của Chúa Thánh Thần. Lạy Thần khí Đức Chúa Trời, hãy đến với dân chúng con được đụng chạm vào tình yêu thánh thể Chúa Giêsu trong giờ thánh này. Xin một phút yên lặng chiêm ngắm thờ lạy thánh thể. Mời cộng đoàn cùng ngồi và lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách Công vụ các tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe được các ông nói tiếng bản xứ của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng nghe lời suy niệm. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Chính Ngài đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian sau khi Chúa phục sinh về trời. Ngài là Đấng Bảo Trợ, và Chúa Giêsu nói đến và sẽ ở với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu phục sinh đã ở với các tông đồ 40 ngày để củng cố niềm tin cho các ngài. Chúa sống lại đã dặn dò, động viên, khích lệ các tông đồ. 10 ngày sau khi Chúa về trời, Chúa Thánh Thần đã đến trong lúc các tông đồ và Đức Maria đang cầu nguyện trong nhà tiệc ly như lời Chúa Kitô phục sinh đã hứa. Chúa Thánh Thần hiện đến ban cho các ông tràn đầy những đặc sủng cần thiết như ơn khôn ngoan, hiểu biết, dũng cảm để các ông ra đi rao giảng tin mừng ơn cứu độ cho muôn dân. Chúa Thánh Thần đến để khai sinh giáo hội và tiếp tục ở lại bảo vệ, dạy bảo và thánh hóa giáo hội cho đến ngày Chúa Kitô trở lại. Chính Chúa Thánh Thần là giữ vai trò chính yếu trong công cuộc phát triển giáo hội nơi trần gian.
Đức Thánh Cha Francisco nói, Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sống theo chân lý của sự thật, biết yêu mến và sống mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, và sống đời phục vụ anh chị em như Đức Kitô. Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Thánh Thần đã xuống ngự trên các tông đồ một cách đầy quyền năng. Ngày nay, khi chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy mở lòng để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta như Ngài đã làm nơi các tông đồ năm xưa. Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần và tiến bước trên con đường của tình yêu với đầy lòng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa Thánh Thần là Chúa tình yêu, chúng con xin Ngài đoái thương tuôn đổ ơn thánh trên chúng con, đốt lên trong tâm hồn của chúng con một ngọn lửa nhiệt thành, ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại, biết dấn thân phục vụ quên mình và làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu phục sinh. Mời cộng đoàn cùng quỳ thinh lặng cầu nguyện, lắng nghe, chiêm ngắm và thờ lạy Thánh Thể. Thank you.
Mời cộng đoàn cùng hát cầu nguyện cho giáo hội. Này con là đá. Lạy Chúa là một tử luôn gìn giữ chăm sóc đoàn chiên, Chúa đã chọn Đức Thánh Cha Francisco để kế vị Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô lãnh đạo Hội Thánh trên trần gian. Xin giúp người trong sứ mạng nâng đỡ anh em để người xây dựng tình thương, kiến tạo hòa bình, tăng cường hiệp nhất. Nhờ đó, người sẽ tìm được nơi Chúa sự thật và sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tantum ego sacramentum veneremus enui et anticum documentum novos erabitui rester fides Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hàng sông và hiền chí cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa Thánh Thần là thần khi của Thiên Chúa Cha và Chúa Con, Ngài đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa đầy quyền năng trên các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Hôm nay đây, nhân danh Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa, chúng con là những tông đồ của Ngài cùng nhau tụ họp cầu nguyện và khao khát này xin Ngài ngự đến trên chúng con với quyền năng và sức mạnh của Ngài. Xin Ngài hai chiếm đoạt làm chủ hồn xác mỗi người chúng con, thanh hóa chúng con và biên đổi chúng con trong giờ thánh này thành một lễ hiến xuống mới. Xin Ngài hai đến lại thần khi Đức Chúa Trời hãy đến với chúng con. Mời cộng đoàn cùng đứng ca ngợi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Chúa Thánh Thần, xin ngự.
Xin cộng đoàn cùng các người cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Lạy Thần Linh Chúa, xin hạ hơi ấm xuống tâm hồn con. Ngài làm tan đi băng bó vết thương lòng con. Ngài là thần y chữa lành tâm trí xa thân hồn con. Xin Thần Linh Thiên Chúa hãy chạm đến con. Chúa.
Đoàn cùng quỳ hiệp ý với chủ tế trong lời nguyện kết. Chúng con đa tạ Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng con trong giờ thánh này được sống trong thần khí kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Thánh Thần là thần khí của tình yêu, chúng con xin dâng lên Ngài trí khôn, ước muốn và tất cả con người của chúng con. Xin cho trái tim của con luôn bừng cháy tình yêu của Chúa và lan tỏa trên những người chung quanh. Xin cho tất cả cuộc đời con luôn bước đi trong thần khí của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Đặc biệt
chúng con khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi hoạt động trong giáo xứ của chúng con luôn tiến hành theo thánh ý của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin ơn này trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mời cộng đoàn cùng đứng ca ngợi và tri ân tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn biết đáp đền thế nào. Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời. Người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đổi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có hoàng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho con xưng Chúa ơi, để cho con xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con lên hồn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến pháp hồ, để nên công đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha. Truyền giao chân lý của Cha, gieo giấc người Cha sắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng trong Chúa tình yêu. Mời cộng đoàn cùng ca ngợi cầu nguyện bài cuối cùng. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa đồng nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là vì cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian, mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều,
Chúa đã chiều chết và đã sống lại vinh quang. Biết con bao nghèo nàn, đời tay trắng hư không. Biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót. Cho con biết con biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm. Biết con phục dường nào được làm con cái một nhà, biết con phục dường nào được gọi Thiên Chúa là Cha, biết con phục dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phục dường nào dự phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ ăn, là suối hồng ân, biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Con khi lạc đường được Ngài dẫn lối đưa về, biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vớt, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín. Cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thấm muôn đời. Xin cộng đoàn chuẩn bị thánh lễ.
sớm mà con. Xin lời thánh thần Chúa ơi, hướng dẫn chúng con làm theo ý của Cha. Kính thần trong các giáo sư của chúng con, xin ban cho chúng con sức mạnh, ơn can đảm và tầm nhìn sáng suốt để chúng con phục vụ theo ý muốn của Cha. Cách sử dụng các nhân bản được trao ban, chúng con xin trao phó các giáo sư của chúng con cho Đức Maria, mẹ chúng con, và xin mẹ chính cầu hôn. Trong lúc này, khi chúng con đang cố gắng để trở thành chứng nhân cho tin mừng, duy trì các di sản của mỗi cộng đồng đức tin và cùng nhau xây dựng một giáo sư mới và yêu thương. Lạy mẹ Maria, thánh mẫu Lava, đầy muôn ân phúc, người trai ban hào quang, muôn vàng thành công ngay sáng. Tinh tuyển thanh thiện, sinh đông cứu độ muôn loài. Mẹ đã trợ La Va mà hiền lên, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương gia. Giữa thời lý loạn cấm cách, khôn khổ chăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước lên, vẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, ta ưu phiền, nào ai cầu cân mà mẹ không nhầm lời. Lạy mẹ Maria, thánh mẫu La Va, mẹ là thánh mẫu Chúa Trời, cũng là thánh mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hai hàng, đại thương con thai thiết tha ban này. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung. Sông đức hạnh lòng cảnh trang và sao của đời này, xin cho chúng con được về sang bên mẹ. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện tha thiết này, xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành, xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vì nữ y đầy quyền năng và lòng
sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn tới cho tin nhân lành của Chúa. Xin cho bước quanh những khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa thánh thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các lối đi chân những người có khả năng đưa vào sân. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan tâm, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin cho vào hai tay từ mẫu của mẹ Maria những lời đạo đức, nhờ lời Đức Mẹ Chí Thảo xin cầu nguyện lời chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay 23 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 5B. Tin mừng hôm nay thuật lại rằng Chúa phục sinh ban bình an và thánh thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Xuyến mới qua đời bên Việt Nam, linh hồn Du Xe Nguyễn Thành Hưng mới qua đời ở Seattle, linh hồn Ai Chen mới qua đời cùng các linh hồn trong gia đình, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thế, bà Tuyến mới qua đời tại Houston, Texas, linh hồn Sơ Teresa Trần Thị Hường, linh hồn ông cố Phêrô Nguyễn Thành Công, linh hồn Phaolô Lê Viết Chương và Luca Huỳnh Tấn Tuân. Cầu cho các linh hồn tin nhân và cầu cho các linh hồn. Cầu cho linh hồn Phêrô Chu Văn Vượng lễ dỗ 2 năm, linh hồn Teresa Hoàng Mộng Diệp lễ dỗ 100 ngày và các linh hồn. Cầu cho linh hồn Simon lễ dỗ và tạ ơn Ba Đấng. Cầu cho linh hồn Giuse Đặng Thanh Phong lễ dỗ 100 ngày. Hội Con Đức Mẹ Quán Ba Miền, gia đình David Chan và gia đình Thủy Trần, Hân Lý xin cầu cho linh hồn Anton Trần Bá Tín. Hội Lezo Maria xin cầu cho linh hồn Matia Bùi Gia Min, Phaolô Phạm Tấn Thập và cầu cho các bệnh nhân mau bình phục. Hội Thánh Linh xin lễ mừng bổn mạng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống và cầu cho các thành viên được tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần và ban cho các linh hồn thành viên qua đời sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Tạ ơn Ba Đấng và Cha Trương Bửu Diệp và xin Chúa ban cho được mau bình phục. Một gia đình xin lễ tạ ơn, gia đình xin được ơn chữa lành bệnh. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thắm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiêm sĩ Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp đời. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự xuống.
lòng hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thay Chúa cao quá. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp thông thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng như cùng với hội Thánh Linh đã có giờ chầu cũng như giờ ca ngợi Thần Linh Chúa trong một tiếng trước thánh lễ hôm nay. Giờ đây xin mọi người chúng ta hãy chào đón nhau một tràng pháo tay trước khi chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ này. Chào đón quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ này. Trước khi chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để dạy cho chúng con đường dẫn đến Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến ban cho chúng con nguồn an ủi của sự thật. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là mục tử nhân lành sẽ dẫn đưa chúng con đến sự hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con thánh Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đồ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài chích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tụ ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hà trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mọi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Bát-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sê-bô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô và A-si-a. Có người là dân Phi-gi-a, Pam-pi-li-a, Ai Cập và những người vùng Li-bi-a giáp giới Kê-rê-nê. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin trai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trai đen. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trai đen. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và hãy mừng vui nhận lấy Thánh Thần. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Công trình của Chúa chiếu tỏa mặt đất, dòng nước đại dương ẩn nương muôn đời. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến
và xin canh tân bộ mặt trái đất. Muôn loài chờ mong sẽ thấy nguồn sông. Người mở bàn tay lộc thiêng dư đầy. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mọi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thực thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Thần, khấn xin ngựa đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều Thầy điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô. Một lần nữa tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau 50 đêm ngày Chúa sống lại, sau 40 đêm ngày chúng ta mừng lễ Chúa lên trời tuần vừa qua, sau 10 ngày đó Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta sẽ sai Người Bảo Trợ chúng ta tới, sẽ dạy bảo chúng ta, cũng như bài tin mừng Thầy Phó Tế mới loan truyền với chúng ta. Những gì Chúa Cha là của Con, cũng như Chúa Con đều chia sẻ với mọi người chúng ta những gì mà Chúa đã biết được, cũng như trên con đường đồng hành qua sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta. Tôi chân thành chúc mừng Hội Thánh Linh trong giáo xứ của chúng ta trong kỳ đại dịch khó khăn này. Nhưng Hội cũng tới làm một giờ chầu trước thánh lễ rất long trọng, cũng như ca ngợi Chúa, cũng như cầu nguyện không những cho các hội viên, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, cũng như xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, chỉ dẫn, cũng như bảy ơn Chúa Thánh Thần trong các bong biển chung quanh nhà thờ chúng ta đây. Chúng ta thấy được ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn nhẫn nại, cũng như ơn sợ, kính sợ Thiên Chúa. Tất cả bảy ơn mà Chúa Thánh Thần ban tặng, cũng như những hoa quả của những ơn mà Chúa ban tặng cho chúng ta qua tình yêu mà Chúa chia sẻ với chúng ta qua tin mừng của Thánh Gioan. Cũng như tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta có hai bài, nên vì vậy trong bản thông tin lên cái bài vào ngày Chủ nhật, cũng như trong tuần phục sinh, trong cái mùa phục sinh, là Chúa cũng như là cho chúng ta biết được những ơn huệ mà Chúa ban tặng, cũng như ban tặng cái hồng ân rất đặc biệt, sự bình an, không những khi các môn đệ đang sợ hãi Chúa tới bình an cho các con, thì cái sự bình an của Thiên Chúa ban tặng, thế gian không ai có thể ban tặng cái sự bình an đó được. Chỉ có Thiên Chúa qua Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Cũng như tin mừng mà chúng ta nghe, hãy lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta những ân huệ rất đặc biệt. Hôm nay chúng ta
tôi cũng mượn giây phút này để cảm ơn tất cả các anh em trong hội Thánh cả Giuse giúp đỡ đã clean cũng như là cắt cỏ làm cho khu vực ở ngôi nhà thờ thánh đường của chúng ta rất đẹp. Nên tôi thấy 2-3 tuần không cắt cỏ, tôi gọi cho anh Tâm, tôi gọi cho anh Sơn, tôi gọi cho mấy anh Thánh cả Giuse, nói tụi con bận quá, tụi con quên. Nên vì vậy tụi con sẽ cố gắng tới ngày thứ bảy. Nên một số các anh tới, tôi cũng biết rằng có một số anh em trong hội Thánh cả Giuse như anh Cường, anh Sơn, rồi cũng như anh có một số anh bệnh. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em biết chỉ có ơn Chúa Thánh Thần ban cho các anh một cái ân huệ đặc biệt tham gia hăng say trong việc phục vụ. Tôi cũng chân thành cảm ơn các phu nhân của các anh, các người vợ rất là đạo đức, thánh thiện đã khuyến dụ những người chồng của mình tới để phục vụ giáo hội, phục vụ giáo xứ, phục vụ cộng đoàn, làm công việc cho Chúa. Tôi xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người hăng say để bỏ những thời gian quý báu của họ, của gia đình họ để tới phục vụ cộng đoàn giáo xứ, phục vụ mỗi người chúng ta để tạo nên một cơ sở, một giáo xứ sống động cũng như Đức Giáo Mục muốn, cũng như đóng cửa năm giáo xứ muốn thành lập lên một giáo xứ sống động, có sức sống cũng như có thể phục vụ được tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Tôi cũng cảm ơn những người tới giúp cũng như những người đã biết những chỗ phân phát đồ ăn để đưa tới cơ sở giáo xứ chúng ta chia sẻ những món đồ ăn, những thùng đồ ăn. Cũng như xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục thứ bảy tuần tới để lãnh nhận những thùng đồ ăn cũng như chia sẻ với những người mà cần hoặc là muốn có những cái món đó. Tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em ghi danh cho con em mình vào đoàn thiếu nhi thánh thể. Trước giờ chầu hôm nay tôi cũng phải xuống Olympia là cái ngày sinh hoạt cuối cùng của đoàn Emmanuel mà tôi là tuyên úy, nên cũng xuống trên 60 em tiếp tục trong các sinh hoạt của các em trong mùa đại dịch. Các em cũng học hỏi online, học hỏi giáo lý cũng như là đã hàng tuần cũng như quý ông bà và anh chị em biết rất khó khăn. Nên hôm nay là ngày cuối cùng các em lãnh được những món thưởng cũng như in person. Nên vì vậy tôi phải xuống với các em một chút. Nên quý ông bà và anh chị em biết ơn Chúa Thánh Thần rất đặc biệt. Trong khi khó khăn mà chúng ta cũng vẫn chia sẻ thời gian, tài năng để giúp nhau sinh hoạt, để giáo xứ được sống động. Hôm nay là ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau thánh lễ này, chúng ta cũng sẽ có buổi cũng như bí tích rửa tội cho hai em Phêrô và Teresa. Nên xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho những người cha, người mẹ trong mùa đại dịch khó khăn này, nhưng cũng đưa con của mình tới để xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cầu nguyện cũng như chúc lành cho các em. Nên quý ông bà và anh chị em cũng biết rằng giáo xứ của chúng ta không những một cặp hôn nhân mà tới 15 cặp trong cái mùa hè này. Các giáo xứ Mỹ ít có các cái ngày đám cưới như vậy lắm, nhưng thật sự giáo xứ của chúng ta đây không những một đám cưới ngày thứ bảy, còn có khi một ngày tới 2-3 đám cưới nữa. Nên vì vậy tôi thấy rằng qua Chúa, chỉ có Chúa mới hiểu được, chỉ có Chúa mới có thể phục vụ được cũng như chia sẻ những niềm vui cũng như cái việc mục vụ cho cộng đoàn của chúng ta. Giờ đây xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin vào Chúa cũng như một Chúa ba ngôi mà chúng ta tuyên xưng trong giây phút này. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thượng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng quan hệ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, đời quan phong Siêu Phi La Tô. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có mọi phép lừa đề cao tuổi. Tôi trong đời kẻ chết sống và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Hội Thánh. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Các, Đức Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế trong sứ mạng loan truyền ơn cứu độ, để các Ngài dẫn dắt Hội Thánh trong ân sủng và tình yêu dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trở thành bàn tay nối dài của Thiên Chúa đến với anh chị em đồng loại, qua hành động chia sẻ để giúp cho các chương trình mục vụ của giáo xứ và giáo phận của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi tâm hồn của chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn, đặc biệt là Hội Thánh Linh hôm nay mừng bổn mạng, biết mở lòng đón nhận quà tặng của Đấng Phục Sinh là Chúa Thánh Thần, luôn cố gắng làm cho ân sủng của Ngài được sinh hoa kết trái trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian và những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong năm Thánh Giuse và năm Thánh Gia Đình, chúng ta cùng cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse trợ giúp và gìn giữ các gia đình Công giáo luôn sống theo gương gia đình Thánh Gia. Và giờ đây chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa là Cha nhân hậu, trong cuộc lữ hành trần thế, chúng con gặp biết bao nhiêu là thử thách, gian truân. Xin vì thế, xin Chúa gửi Thánh Thần là nguồn bồi dưỡng cho những ai vất vả lầm than, để những tâm hồn đang khổ đau, mệt mỏi
được an ủi vỗ về. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang ơn về Chúa. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hiệu. Chúng con ta ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay
cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được cha nhận làm nghĩa tư, nhờ kết hợp với con một cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thầy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng đầy tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng cha vinh hiền và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con thừa lãnh người. Chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúa, khi ghi nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sông và thanh thiến này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa.
xin cho chúng con được bô dương bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiền Vinh, Thánh Anna và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Mục Paulo chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhắm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mạc khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhầm hết thấy vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người rơi, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đường xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song linh, bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ấm lấy cùng làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa cho để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Ngôi ba Chúa thánh thần,
sáng lòng. Thánh thân con mỗi ngày. Lạy Chúa Thánh Linh, Ngài như ánh sáng rọi vào đời con. Sâu bóng tự thầm thắm tim yêu trong Chúa Thánh Thần,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thành khi và bánh bới trời. Xin báo toàn ơn Chúa ban tặng, để thần khi Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bới trời làm sinh lực giúp cho người thê đạt tươi ơn kiêu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý ông bà và anh chị em ngồi. Tôi mời các hội viên Hội Thánh Linh tiến lên trước cung thánh, quay mặt về giáo dân, đứng cách nhau một cánh tay để bắt đầu nghi thức tuyên hứa nhân ngày lễ bổn mạng của Hội Thánh Linh. Lạy Chúa Cha đầy quyền năng và hằng hiếu, Chúa Giêsu đầy yêu thương và nhân hậu, xin Chúa Thánh Thần là thần khí của Thiên Chúa giờ đây ngự trên, ngự đến giữa chúng con. Chúng con xin cùng nhau dâng lời tận hiến Hội Thánh Linh của chúng con cho Chúa Thánh Thần. Hội Thánh Linh cùng đọc kinh tận hiến. Lạy khi của Thiên Chúa Cha và Chúa Con, Ngài đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa đầy quyền năng trên các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Hôm nay đây, nhân danh Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, chúng con là những tông đồ của Ngài, cũng cùng nhau tụ họp cầu nguyện và khao khát Ngài, xin Ngài ngự đến trên chúng con với quyền năng và sức mạnh của Ngài. Xin Ngài hay chiêm đoạt làm chủ mỗi người chúng con, nhóm của chúng con và biên nơi chúng con tụ họp này thành một lễ hiến xuống ơi. Xin Ngài hay đến lấy thần khí Đức Chúa Trời, hay đến trên chúng con lấy Chúa Thánh Thần, thần khí tình yêu, thần khí sức mạnh. Chúng con xin tận hiến Hội Thánh Linh của chúng con cho Ngài. Xin Ngài đến canh thấy thánh hoa mọi trái tim, tư tưởng và hành động của hội chúng con, để trở nên trong sạch, yêu thương và hiệp nhất với nhau trong thần khí duy nhất của Ngài. Xin Ngài thanh tẩy hội chúng con bằng lửa nhiệt thành và tinh tuyển của Ngài, hướng dẫn linh ứng và soi sáng hội chúng con được nhận ra thánh ý của Ngài. Xin Ngài đồng hành với chúng con là những nhân chứng tin mừng của Chúa Giêsu. Xin Ngài ban
gian, quyền năng và các đặc sủng của Ngài trên hội chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, hội chúng con xin tuyên xưng thuộc về Ngài, xin được là khi cũ của Ngài, để làm cho danh Thiên Chúa được ca sang, nước Thiên Chúa được trì đến, và Y Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen. Xin quý ông bà và anh chị em đứng, tay trái bỏ trên ngực, tay phải hướng về hội Thánh Linh để chúc lành trên họ với lời nguyện tôi đọc sau đây. Lạy Cha nhân từ, xin Cha đổ tràn đầy Thánh Thần của yêu thương, quyền năng, đặc sủng và hoa quả trên các hội viên, để họ luôn nhiệt thành làm chứng tá cho Cha, phục vụ cho tha nhân và cộng đoàn giáo xứ, để danh Cha được cả sáng và nước Cha được chỉ đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Với tình yêu Chúa Thánh Thần và niềm hân hoan, tôi chúc mừng đến hội Thánh Linh Tacoma. Nguyện xin Chúa Thánh Linh chúc lành cho quý anh chị em trong nhóm Thánh Linh cùng gia đình của anh chị em được luôn tràn đầy tình yêu, hoa quả và ân sủng của Chúa Thánh Linh mọi ngày trong đời sống. Nhân ngày mừng bổn mạng của hội Thánh Linh, xin cộng đoàn chúc mừng cho hội Thánh Linh một tràng pháo tay. Mời các hội viên về chỗ. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn hội, cũng như chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em luôn đóng góp hy sinh cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Xin lỗi hôm nay lễ hơi dài, nhưng quý ông bà và anh chị em thấy chúng ta cần phải làm những gì chúng ta cần phải làm. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em lên đường sống lời Chúa được bằng an. Alleluia, 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 alleluia. Xin hai gia đình có Phêrô và Trisa ở lại sau lễ để chúng ta có nghi thức rửa tội. Xin mời cộng đoàn cùng hát Cần Khi Chúa Sai Tôi Đi. Khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh niên tôi, sai tôi đi ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao. Thank you.
Chúng con trong cậy rất thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy do xanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh rất thánh đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Nữ vương ban sự bằng an. Lạy Đức Mẹ La Vang. Các thánh tử bì đạo nước Việt Nam. Lạy bà thánh Anna. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lao vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.